Trong ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã triệu tập bổ sung cầu thủ Trần Văn Kiên vào lực lượng của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Australia. Đây là điều được đánh giá rất cần thiết trong bối cảnh hàng thủ của thầy Park đang bị sứt mẻ nghiêm trọng, đặc biệt là khi Duy Mạnh nhận án treo giò, còn Đình Trọng gặp chấn thương. Trước đó, Văn Kiên đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia, nhưng vì quá lâu không được thi đấu nên cầu thủ này không tham gia vào chuyến làm khách gặp Ả Rập Xê Út mà ở lại hội quân tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Vị hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ của đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên việc bổ sung cầu thủ này không gặp vấn đề gì về thủ tục theo quy định của AFC. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.